xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và trong khoảng thời gian vừa rồi có rất nhiều bạn mong muốn tôi làm về cái dòng xe 7 chỗ. Và có khá nhiều bạn, và có khá nhiều các anh các chị, và có khá nhiều các quý vị mong muốn tôi làm về cái dòng xe Joyli 7 chỗ. Vậy thì cái dòng xe Joyli 7 chỗ thì tôi sẽ nói qua về nó có như thế nào. Dòng xe Joyli 7 chỗ thì nó sẽ có từ đời 99 cho đến đời 2007. Thực ra là nói về cái đời 99 thì nó là một form khác. Cho đến đời 2001 thì nó là một form. Và từ đời 2002 thì nó có thêm nữa, đó là nó chuyển sang là có một cái dòng đó là đèn cột lốp treo và đèn cột lốp gầm. Vậy thì thường thường ấy thì cái đèn cột mà lốp gầm ấy thì nó là của hãng taxi đặt. Và cái dòng xe như thế này nó là dòng xe 2 chấm và nó cũng có khá nhiều những cái điều mà mọi người nghĩ rằng cái dòng xe Joyli này là cái dòng xe mà nó không có taxi, nhưng mà dòng xe Joyli nó có taxi. Thì cuối 2003 thì nó lên turbo, có một loại là turbo nhưng mà chưa mắt xích. Nhưng mà cuối đến đầu 2004 thì nó bắt đầu, cuối 2003 nó cũng có một dòng là turbo mắt xích, và cho đến đời 2004-05 thì nó là turbo mắt xích. Thế nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt, đó là cái dòng mà nó turbo nhưng lại chưa điều hòa to, và turbo 2004 thì nó turbo lên turbo mắt xích và điều hòa to. Thì dòng này nó có song song hai dòng, đó là một dòng đèn cột, một dòng đèn cột lốp gầm và một dòng đèn cột lốp treo. Thì cái dòng đèn cột mà lốp treo ấy thì nó có giá hơn là cái dòng đèn cột lốp gầm. 2005 và 2006 thì từ 2004 là 2005 là cái dòng xe này nó có rất nhiều xe. Thế nhưng mà 2006 và 2007 là rất hiếm. Thực ra là nếu như nói về 2007 cái dòng xe Joyli này thì có nhiều người thợ đến giờ phút này vẫn chưa biết là có dòng xe Joyli 2007. Và nếu như có, khi mà tôi mua cách đây rất nhiều năm rồi và dòng này rất hiếm, và tôi cũng đã từng mua được hai con, một con là đèn cột lốp treo và một con đèn cột lốp gầm. Thực sự ra nếu có những lúc tôi chào những con xe này cho anh em thợ và thử kiểm tra thì anh em thợ bảo là có thể là xe nâng đời. Nhưng mà trên thực tế thì dòng xe Joyli này nó đều có là đời 2007, nhưng mà là 2007 là cực hiếm và cực ít. Nói đến cực ít và cực hiếm thì cái dòng Su Vitara ấy thì cũng có những con là 2007 nhưng mà nó rất hiếm. Và trên thị trường nếu kiếm được dòng xe này là rất hiếm. Thì cũng như vậy, tương đương vậy thì sau này tôi sẽ nói về cái dòng xe Su Vitara. Nhưng mà cái dòng xe Joyli này thì nó là dòng xe 7 chỗ, và xăng thì nó là 2 chấm, và đó là Mitsubishi Joyli. Thì cái dòng xe Joyli này thì nó có những cái điều gì mà khác biệt, và dòng xe này thì nó như thế nào, thì tí nữa tôi sẽ nói về cái chi tiết về để làm sao biết được đây nó là đèn cột lốp treo, và làm thế nào để biết được nó là đèn cột lốp gầm. Thì cái dòng xe Joyli này thì bản chất của nó là một dòng xe mà giá tiền ít, trên thị trường ít, nhưng mà lại mua được dòng xe 7 chỗ với cái tầm tiền mà 200 triệu mà được cái dòng xe đẹp ấy. Ở trên thị trường thì nó để tìm 7 chỗ là rất hiếm và rất ít khi có thể mua được cái dòng 7 chỗ mà trong dòng xe Joyli như thế này. Thì tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn là cái dòng xe Joyli này thì nó là có một cái là yếu tố máy nó rất là khỏe, và nó là điều hòa hai dàn. Thì cái yếu tố hai dàn này thì nó để làm mát cho người đằng sau. Nhưng mà nếu để mà cùng kiếm được cái dòng xe mà 7 chỗ mà cái tầm khoảng 200 triệu ấy, ở trên thị trường mà cái dáng đẹp, form đẹp thì rất ít. Dòng xe Joyli này nó có một cái nó là nó rất đẹp về dáng. Nó chỉ hơi tốn nhiên liệu một chút thôi, nhưng mà rất đẹp về dáng xe, và nó đi ở trên cái cung đường thì nó cũng khá ổn. Thì cái dòng xe Joyli này ở trên thị trường thì nó rất là nhiều. Và đây là một con xe Joyli mà đời 2005, đăng ký 2006, và tôi cũng vừa mới lấy được, và hôm nay tôi sẽ làm review một cái xe Joyli như thế này. Và tôi sẽ bắt đầu đi đến chi tiết cho các dòng xe Joyli cho các bạn, và chỉ luôn các bạn đâu là điều hòa to, đâu là điều hòa cơ, và đâu là form đẹp rồi, và đâu là form nó chưa đẹp. Đây là cái dòng xe Joyli mà tôi gọi là turbo mắt xích và điều hòa to. Thì đây là cái mắt xích, cái mắt như này. Thì đối với cái dòng xe mà đời 2003 thì nó không phải nếu nó chưa lên cái form này ấy, thì là cái đèn của nó ngang ra đây. Đó, cái đèn của nó ngang ra đây, chứ nó không phải là mắt xích như thế này. Thì đây tôi gọi là mắt xích turbo. Và mặt ca lăng của cái dòng xe này thì nó gần gần như là nó giống nhau, nhưng mà nó có một số những chi tiết khác.
Thì thường thường thì cái dòng xe Jolly mà nếu như nó là đèn cột lốp gầm ấy thì những cái này của nó rất bé và nó không có những option nó như thế này. Có một cái tiêu chí nữa đó là thường thì cái dòng xe mà đèn cột, cái dòng xe mà đời 2001 ấy, 99 2001 thì cái đèn của nó nằm bé tí ở đây thôi. Đấy, nhưng mà đây là con này là nó lên đèn cột rồi. Thì đèn cột thì đèn nó như thế nào? Đây thì nó là đèn cột. Tôi gọi nó là đèn cột thì đèn nó giống một cái, nó cao lên giống một cái cột. Thì đối với cái dòng xe mà lốp gầm ấy thì nó không có cái lốp treo này. Toàn bộ cái lốp treo này là nó không có. Cái lốp này nó chuyển nó treo dưới gầm này. Cái lốp này nó treo nó nằm ở dưới gầm này. Đấy thì là nó gọi là đèn cột lốp gầm. Thì đèn cột lốp treo thì nhìn cái dáng nó đẹp hơn. Đó, thì cái nó có thêm cả một cái ụ như thế này thì chúng ta chỉ cần kéo ở đây mở nó ra. Đó. Thì khi chúng ta mở nó ra thì nó như thế này. Đấy, nhưng mà cái đèn cột cái con xe đấy mà đèn cột nhưng mà lốp nó gầm ấy, thì nó chỉ có mỗi trống không như này thôi. Nó không có cái lốp treo đấy. Và nó chỉ có mỗi cái đít như thế này thì nó là bản thiếu. Thì đấy là cái chi tiết về cái dòng xe Jolly. Thì đối với cái dòng xe Jolly này thì chúng ta phải kiểm tra nó như thế nào. Thì nó cũng tương tự như clip lần trước tôi đã làm. Thế nhưng mà đối với dòng xe Jolly tôi chưa làm bao giờ thì tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn và các anh chị biết được rằng là nó để kiểm tra nó chi tiết nó như thế nào. Thì chúng ta cũng đều kiểm tra như vậy. Thì ở tất cả những cái đường này nó cũng đều có một cái chỉ bấm. Đấy, nó có một cái chỉ bấm mềm ở đây. Và chúng ta cũng bấm được. Thì đây là những con xe mà nó còn nguyên bản. Nó không có một chút nào gọi là va chạm đụng độ thì đó là cái như thế. Và tất cả những con ốc này, những cái sàn sống này, đó, tất cả những cái khóa bản lề này nó chưa bao giờ biết tháo gì cả. Thì chúng ta cũng phải có dựa vào đó là chúng ta có thể biết được. Đối với những cái dòng xe đây thì hai bên nó đều có những cái chỉ giống nhau. Đó, thì hai bên nó đều có những chỉ giống nhau. Và tất cả những cái này thì những con ốc này nó chưa bao giờ nó bị tháo. Thì từ đó mà chúng ta biết được rằng là đây là một con xe nó còn nguyên bản. Đây, nó khóa bản lề đây. Đấy, đây là những cái con xe như thế. Thì một số những răng kính này mà chúng ta thấy nó còn nguyên thì nó là chưa sờ gì vào cả. Và đây là nó là hai dàn điều hòa đây. Thì đây là một dàn đằng sau nữa. Thì đối với một số những con xe 7 chỗ mà cái dòng xe mà nó không có cái dàn này ấy, ví dụ như là dòng Isuzu là nó cũng có cái dàn như thế này. Và một số những cái xe khác đấy, nhưng mà ví dụ như Innova thì nó phải có ở trên trần này. Nếu như Innova mà không nó gì thì nó nếu mà nó chưa nâng ấy, thì nó không có cái dàn thứ hai này. Khi nó không có cái dàn thứ hai này thì nó người ngồi đằng sau rất là nóng và nó chỉ mát người đằng trước thôi. Thì đi nếu mà đi 8 chỗ thì nó là một cái vấn đề phức tạp. Nó khá phức tạp cho ba cái người ngồi cái đằng cái ghế sau này. Nó phức tạp cho nó rất là nóng cho những người ngồi phía sau này. Những người ngồi phía sau là những người khó chịu nhất. Thì chúng ta đã mua 7 chỗ thì phải kiếm được cái dòng nào mà nó hai dàn điều hòa thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đó, thì là cái cách mà kiểm tra những cái dòng xe Jolly. Thì bên cạnh nữa thì chúng ta phải kiểm tra thêm những cái điều gì nữa thì chúng ta cũng phải kiểm tra thêm đó là cánh cửa. Và chúng ta lưu ý là những cái ốp cột nó còn đẹp. Thì những cái ốp lốp này thì chúng ta mua mà nó còn đẹp thì nó sẽ cái xe của chúng ta nó sẽ sang hơn. Kiểm tra thêm đó là phần cua lốp và phần cánh cửa. Thì cái cửa chỉ của con Jolly đây thì cái bản chất của cái cửa chỉ của con Jolly ấy, thì nó mềm mềm thôi, nó rất là bè nó giống nhau. Thì chúng ta cứ dựa vào những cái chỉ xịn thì chúng ta biết được đâu là con xe nó còn zin bản hay không và đâu là con xe nó còn nguyên hay không. Thì đối với những cái dòng xe Jolly này thì nó không khác gì Innova cả. Bản chất của nó đằng sau nó đều là chạy bằng cầu đẩy, cho nên đằng sau nó đều là phanh cơ. Thì nếu đấy thì chúng ta biết là đối với cái dòng này thì chúng ta cũng kiểm tra đây, toàn bộ nó là gương kính điện hết, nó là gương kính điện này, đó, vô lăng 4 chấu. Và có một số cái nữa đó là cái thằng mà điều hòa nhỏ ấy, thì nó có mấy điều hòa nằm ở cái khu vực này, nó có ba cái hệ thống điều hòa điều chỉnh ở đây và nó là điều hòa cơ, nó bé, núm nó đéo bé. Nhưng mà đối với cái dòng xe mà đã lên cái form đẹp này ấy, thì nó điều hòa nó gọi tôi gọi là điều hòa to, anh em tôi gọi như vậy. Thì ba cái núm điều hòa nó nhìn như này thì nhìn nó rất là mố và nó rất là đẹp cái xe, đó là tôi gọi là điều hòa to. Thì đối với cái dòng xe như này ấy
thì chúng ta cũng đều kiểm tra một cách rất là chi tiết, là đối với máy là nó phải 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 tốt thì nó mới đỡ ăn, nó mới đỡ ăn xăng, và nó phải là turbo thì nó mới đỡ đỡ ăn nhiên liệu. Chế cũng được, nhưng mà có một số những con chế thì nó ăn xăng. Thì cái này thì nó tùy thuộc vào những cái người thợ và do những cái người ta chỉnh như thế nào đó thì là nó ăn xăng hay không ạ, ăn xăng. Thế nhưng mà chúng ta mua được nó, turbo thì nó sẽ tốt hơn. Turbo thì nó sẽ ổn hơn là, thì tôi chỉ là turbo này. Thì đối với cái dòng xe như thế này ấy, thì turbo, đây là turbo, đây là hệ thống turbo, và toàn bộ đây là hệ thống kim phụ, đây là hệ thống phun xăng điện tử chạy dọc đây, đây là phun xăng điện tử. Thì đối với cái dòng xe mà nó không turbo ấy, thì nó như thế nào, thì nó có một cái ụ và một cái chế nó nằm ở cái khu vực này, nó là chế, nó là có một cái ổ hút gió nằm ở đây đấy, thì nó nằm ở đây. Nhưng mà đối với xe turbo thì nó, các bạn nhìn thế này, từ cổ gió chạy thẳng, có một ống chạy thẳng ra đây, và đây turbo nằm bên cạnh này, thì đây chính là turbo này, đây nó zoom vào đây là turbo này. Đấy, đây nó là turbo, thì đó là gọi nó là turbo. Thì ga nó nằm luôn trên bướm gió, nó nằm bướm ga nó nằm luôn ở trên cổ họng turbo luôn. Thì đối với dòng xe mà kia thì cái bướm ga nó, bướm ga nó nằm luôn trên đỉnh cái cổ chế. Thì đối với một con xe mà nông zin bản ấy, thì nó như này, các bạn nhìn thấy đây, anh chị và quý vị các bạn nhìn thấy đây, một con xe Joyli mà nông zin bản thì nó như thế này. Tất cả những ốc này chưa bao giờ biết sờ đến này, toàn bộ hệ thống giằng giật này đó, toàn bộ phần đầu và cái phần chỉ đây thì cũng, chúng ta cũng dựa vào như vậy thì chúng ta cũng bấm này, cái chỉ nó rất là mềm và nó rất là thật cái cabo. Và con xe này là con xe mà chưa tháo cái gì cả, cả đầu cả đít, từ những cái ốc đầu ốc đít nó chưa tháo là gì. Đây là con xe máy nó rất là bẩn, tôi chưa dọn gì cả, và sau trong clip này thì tôi sẽ đi tôi rửa máy và tôi dọn. Thì đối với một con xe mà nó mọng sườn từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để về mà chạy. Và tôi cũng sẽ nổ và thử điều hòa cho quý vị và các bạn. Thì chúng ta nổ lên thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái dòng này thì bản chất của nó, máy thì nó thì là nó thì bản chất của cái dòng xe máy Joyli này thì nó êm thôi. Và khi chúng ta nhìn đây thì tôi nói lại này, khi tôi mở cái nắp hơi thừa này thì bản chất của con xe nào nó cũng có hơi thừa nhá, nó gọi là thở hơi. Nhưng mà các quý vị và các bạn đừng lầm tưởng rằng là nó không có cái thở hơi này. Nhiều người cứ hiểu lầm thôi, nhưng tôi sẽ nói lại cái chỗ này. Thì đối với bất kỳ một con xe nào ấy, thì nó đều có cái nó đều thở hơi lên trên đỉnh nắp máy. Thế nhưng mà có những con nó bắt đầu nó ra phớt khoáy, nó đẩy ngược, tức là sắc măng dầu và sắc măng hơi mà nó mòn rồi. Thì nó khi mà ép nén, bởi vì là đối với dòng xe như này thì khi mà cái piston nó làm việc ở tốc độ khoảng 5.200 hoặc là hơn 4.000 hoặc hơn 3.000 ở cái tốc độ máy nổ cầm chừng ấy, thì nó đẩy ngược hơi lên. Và khi nó đẩy ngược hơi lên thì nó, nếu mà sắc măng dầu mà sắc măng hơi không kín thì nó sẽ đẩy một cái loại khí nén trắng ngược, phớt ngược, thì đối tôi gọi là hơi thừa. Chứ còn cái thở hơi thì con xe nào nó phải thở nhá, chứ không phải lại nói là nhiều quý vị các bạn lại cứ bảo là thấy tôi thấy là nó thở lên. Thì tôi đính chính lại là đối với cái dòng xe mà nhìn thấy có khoái phớt trắng đẩy ngược nắp máy thì đó mới là xe máy sắc măng dầu và sắc măng hơi nó kém. Thì đối với cái dòng xe máy này thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, vì có một lý do là tất nhiên là nếu máy tốt thì là tốt hơn nhiều, nhưng mà nếu mà nó không có thì đối với cái dòng xe như thế này mà chúng ta để đi thay một bộ sắc măng hơi đối với dòng xe Vios hoặc dòng xe như này thì nó chỉ hết khoảng vài triệu thôi, nó khoảng 5 triệu thôi. Cái thân vỏ và cái nội thất cộng với lại toàn bộ vòng quanh xe nó mới quan trọng, chứ còn máy chúng ta có thể sửa được, nhưng mà nếu như những thứ mà nó va chạm thì nó khó sửa hơn. Cho nên là đấy là một cái lưu ý để nói lại cho quý vị và các bạn biết được rằng là phải kiểm tra nó như vậy. Thì đây là một con xe mà tôi tuyển nó khá là ổn. Thì đó là cái clip mà tiện đây khi tôi lấy được một con xe thì tôi chỉ luôn cho quý vị và các bạn biết được là để lựa chọn một con xe nó như thế nào.
và cái cách để kiểm tra nó ra sao. Thì cái phần nội thất ấy, có nhiều bạn hỏi tôi đến cái nhà tôi và nhiều khi cứ hay thắc mắc về cái phần nội thất. Thì cái phần nội thất thì xin chia sẻ với quý vị và các bạn là nếu bộ ghế, da ghế hoặc là một vài những chi tiết nhỏ lót sàn thì mất khoảng 800 nghìn đối với anh em tôi. Và nếu như mà chúng ta bọc da ghế thì cả một bộ ghế nó chỉ mất khoảng nhiều đối với dòng xe 7 chỗ thì mất, nếu mà bọc da xịn thì mất khoảng hơn 3 triệu. Còn bọc da bình thường thì mất khoảng 2 triệu. Còn nếu mà bọc da bình thường nữa thì nó mất khoảng 1,7 triệu thôi. 1,7-1,8 triệu một bộ ghế đối với anh em thợ thôi. Và nếu như mà như vậy thì cái phần da ghế và một số những cái phần khác thì nó không quan trọng lắm đâu. Quan trọng nhất là cái phần thân vỏ, phần nội thất và cái phần, nếu như mà chúng ta mua chúng ta sẽ quan trọng nhất là phần gì? Một, đó là phần thân vỏ. Phần thứ hai, đó là phần gầm và phần máy. Phần thứ ba, đó là phần nội thất, là những phần quan trọng nhất. Còn những cái phần mà da ghế thì thêm được phần nào thì hay phần đó. Còn nếu không thì chúng ta về chúng ta bọc nó hoàn toàn rất là rẻ và đơn giản, không có gì phức tạp cả. Phần giặt tẩy cũng thế, nếu mà chúng ta nhìn một cái máy nó quá bẩn thì cũng không sao cả, chúng ta có thể đánh tẩy được, nhưng biết là da máy nó còn sáng và mọi thứ nó còn tốt thì là ổn, là ok rồi. Vâng, và đó là cái clip tôi làm, tôi chia sẻ với quý vị và các bạn biết về cái cách để lựa chọn cái dòng Zoili, và đây là cái điều rất là mong muốn của nhiều người. Và nếu các bạn thấy rằng là nó hay thì và có những cái ý tưởng hay thì hãy comment bên dưới để tôi dựa vào đó mà tôi sẽ làm về những cái dòng xe khác nhau. Và từ những cái ý tưởng đó thì tôi có thể, nếu tôi thấy nó khả thi và có thể triển khai được thì tôi sẽ triển khai nó rất là sớm. Và nếu như mà nó chưa triển khai được thì thời gian tới thì tôi cũng sẽ triển khai nó. Vâng, và tôi cũng có thêm hai trang fanpage, đó là ô tô Lê Mạnh và Lê Văn Mạnh ô tô toàn quốc, thì các bạn cũng có thể vào đó kết bạn với tôi. Và nếu có điều gì các bạn mong muốn tôi chia sẻ và tư vấn thì các bạn cứ nhắn tin comment bên dưới và tôi sẽ biết từ đó mà tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Và tôi cũng có để số điện thoại bên dưới, tôi cũng có thể tư vấn cho các bạn từ lúc 7 giờ sáng cho đến khoảng 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến lúc 7 giờ tối. Và trong cái khoảng thời gian đó thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Và nếu bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và comment chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.